Đi hát đi con. Hát đi. Hát nói nghe tự là tôi không hát. Mày tôi hả? À ừ. Đồ. Đồ, đồ thứ. À, vô thứ đi. À, rumba. Nó là tôi sợ. Bài hát hát rồi sẽ biết. À, cả nhà ơi, có người hỏi Leon là Thịnh Xá Giác An ở đâu. Thì Leon xin gửi đến cả nhà địa chỉ là 12811 Dell Street, Garden Grove, California 292841 nha cả nhà. Again, 12811 Dell Street, Garden Grove. Thank you. Cái này một cái khán giả ở Việt Nam gửi qua. Bây giờ gửi lại cho. Khán giả ở Việt Nam gửi cho Mạnh Quỳnh 50 đô chị Annie ơi. Đây. Leon, Mạnh Quỳnh cũng như tất cả những nghệ sĩ mà nhận được tiền là đưa cho thủ quỹ cũng như tất cả. Tụi này không có dính líu, cũng không có muốn, không có dám cầm giữ tay trên tay bởi vì biết là mọi người cũng đang muốn biết là thu được bao nhiêu tối hôm nay. Thì Leon xin một lần nữa giao này cho chị Annie. Bé Hải ơi, bỏ bao thơ cho Mạnh Quỳnh. Rồi, cái vị màu sắc thấp của nhạc sĩ Sông Ngọc, quý vị cũng đã nghe nhạc phẩm được mang tên Nó và Tôi.